Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đôi Hàng Nhật các bác nhé. Video này thì em sẽ lên cho các bác một dàn loa 5.1 của Denon các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, trước mắt các bác đây. Đủ 5 loa súp này. Đấy. Thế này thì hiện tại bên em không có khiển thì nó chỉ lên được 2 loa thôi. Bác nào mà có về mà các bác đầu tư thêm cái khiển ấy thì có thể mở hết được cái 5 loa lên các bác nhá. Đấy, em quay qua hình thức cho bác xem này, cực kỳ đẹp luôn. Model của nó là DSW S500 các bác nhá. Đấy, hình thức loa này. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, em cho các bác nghe thử âm thanh của nó nhá. Chất rồi các bác nhá, đế nông mà. Đấy, bên này em mới chạy có hai loa thôi, còn súp nữa. Đấy. Với cái dàn đế nông 5.1 này thì bên em đang chào bán với giá là 2,5 triệu các bác nhá. Bác nào mà ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634 298 các bác nhá. Đấy. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo của em. Đấy.